Thì hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin gửi cho quý vị và các bạn về vấn đề lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng có một cái ca sĩ, họ có một cái hành vi rằng là sau khi mà sử dụng chất ma túy thì họ đã có cái hành vi là nhét tỏi vào miệng cái người bạn gái dẫn đến tử vong. Và hôm nay tôi sẽ tặng đến quý vị và các bạn cái hành vi vô ý chết người. Thưa quý vị và các bạn, ở cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành khởi tố về cái ca sĩ này với cái hành vi vô ý làm chết người, để mà giúp quý vị và các bạn đọc báo hiểu thế nào làm việc vô ý chết người. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là tội hình sự hành vi vô ý chết người, điều 128 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi cũng sẽ xoay quanh ba vấn đề chính. Thứ nhất đó là mô tả lại cái câu chuyện của ca sĩ đối với cái hành vi này. Cái thứ hai là những cái quy định về hành vi vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành thì nó mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và cái thứ ba là những cái trường hợp tương tự đối với hành vi vô ý chết người. Trở lại vấn đề thứ nhất là trong cái bài báo họ mô tả rằng một cái ca sĩ cũng tương đối nổi tiếng, họ đã sử dụng ma túy. Thì trong khi mà họ sử dụng ma túy thì có cái tư tưởng họ bị ảo giác, dẫn đến cái hành vi là họ tưởng rằng cái người bạn gái của họ là bị ma này, mà cách trừ tà bằng cách là ăn tỏi. Và không phải là ăn cho người bạn gái ăn tỏi, mà chính bản thân anh ta cũng ăn tỏi rất là nhiều. Thì khi mà có lẽ là cái cô người bạn gái đó không ăn tỏi, cho nên anh ấy nhét tỏi vào mình, dẫn đến cái việc là cái số lượng tỏi nó vào cái cơ thể nhiều quá, dẫn đến nghẹt thở. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra đã có cái quyết định khởi tố đối với cái hành vi vô ý làm chết người. Ở đây tôi sẽ không phân tích các yếu tố để cấu thành cái tội là giết người hay là vô ý giết người, nhưng tôi chỉ cho quý vị và các bạn thêm một cái kiến thức là đối với cái tội vô ý làm chết người là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của điều 128 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người nào có hành vi vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, và cái khung 2 là từ 3 năm đến 10 năm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay vào trường hợp thế nào là vô ý chết người. Theo cái sự khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra thì do cái anh này không có cố tình tước đoạt đi cái mạng sống của người bạn gái của mình, mà chỉ muốn vì anh có một cái hành vi ảo giác, và anh cho rằng mong muốn rằng là cô này sẽ tốt hơn, trừ tà ma. Bản thân anh cũng ăn tỏi và bản thân cô này cũng ăn tỏi, thì anh đã có một cái hành vi là nhét tỏi. Nhét, nếu như trong trường hợp chúng ta sẽ dừng lại, nếu nhét tỏi mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng thì điều đó bình thường. Nếu như trong trường hợp, tức là trong cái ý chí của anh không hề có ý định lấy đi cái tính mạng của cô này, nhưng vì một cái hành vi quá nhiều cái lượng tỏi dẫn đến cô này không thể thở được, thì tính chết người. Tôi không tranh luận về các yếu tố cấu thành tội phạm đây có phải là hành vi cố ý, hành vi giết người theo quy định của luật hình sự, nhưng tôi chỉ muốn mong muốn phân tích về vô ý giết người đối với cái điều 128 của Bộ luật Hình sự để cho quý bạn đọc, quý tất cả mọi người xem video này hiểu. Vậy thì trong cái việc mà vô ý chết người thì có rất là nhiều dạng. Trường hợp đơn cử thứ nhất là trước đây
đây thì chúng ta sẽ thấy trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì có một cái anh đó thì anh cùng với bạn bè anh đi gọi là đi săn bắn, thì anh đi săn heo rừng, anh đi săn chồn săn gì đó, và anh sử dụng cái súng tự chế. Thì khi mà thấy trong cái quá trình đi săn, anh thấy là có một cái sột soạt gì đó ở trong bụi rậm, và anh tưởng rằng đó là một con thú hoang, và nghĩ trong đầu anh là nghĩ là con thú, và vì nó có một cái hành động là sột soạt đó, thì anh đã bắn bằng cái súng tự chế của anh, dẫn đến cái hành vi cái người núp ở sau cái bụi rậm đó đã chết. Thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố anh về cái hành vi vô ý làm chết người. Còn một cái trường hợp nữa là bây giờ á, là tôi kiến thức tôi ở một cái vùng quê mà tôi làm nông nghiệp, làm lúa hoặc là làm hoa màu gì đó, tới cái mùa quá nhiều chuột nhiều quá, cho nên tôi đã có một cái sáng kiến là tôi sẽ sử dụng điện để mà xoay quanh những cái đám ruộng đó, tránh cho chuột nó ăn lúa, tránh cho chuột phá hoại hoa màu. Cái hành vi đó dẫn đến cái chuyện là khi mà tối trời cái ông đi soi, ông đã vấp vào cái dây điện đó, dẫn đến hành vi chết người. Thì đó là hai trường hợp mà luật sư muốn điểm lành đến quý vị và các bạn về cái hành vi vô ý làm chết người mà thường xảy ra trong cái đời sống xã hội. Còn một cái hành vi nữa, tức là bẫy chim mà vô ý làm chết người. Trước đây thì cũng có rất là nhiều cái tranh cãi từ các cơ quan. Thay vì bắn ở trên cây thì do là ảnh ngắm như thế nào đó mà đạn lạc, nó bay về hướng và dẫn đến cái hành vi trúng vào, dẫn đến cái hành vi vô ý làm chết cái người đó, sau khi chữa trị là chết. Tổng hợp lại, đối với điều 128 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 1/1/2018 thì có hai khung hình phạt đối với hành vi vô ý làm chết người. Khung hình phạt thứ nhất, người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên, tức là chết hai người trở lên, thì từ 3 năm đến 10 năm. Đối với cái hành vi vô ý làm chết người này thì nó thường thực tiễn nó đối với những cái tội là bẫy chuột nè, rồi bắn chim nè, rồi đối với cái hành vi mà đó là cái hành vi giết tạo vào địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong video này tôi có những cái luồng ý kiến xung đột từ phía luật sư đồng nghiệp. Tuy nhiên tôi cũng xin nói rõ rằng cái hành vi tôi chỉ phân tích về cái hành vi vô ý làm chết người đối với cái anh chàng ca sĩ nổi tiếng này, chứ tôi không nói các yếu tố cấu thành tội giết người hay tội vô ý làm giết người. Vì thực sự chỉ có luật sư, chỉ có các cơ quan tiến hành tố tụng mới có một cái kết luận điều tra chính xác, mới xem được những cái tình tiết, những gọi là các yếu tố, điều kiện chủ quan, điều kiện khách quan, chủ thể, hoàn cảnh, và tổng hợp những cái yếu tố đó để dẫn đến một cái tội đúng nhất, chính xác nhất, đúng người đúng tội. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là nâng cao kiến thức của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, để khi nói rằng một cái câu là bạn có biết luật hình sự hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay không, thì quý vị cũng có thể biết được rằng tôi biết được cái tội vô ý gây thương tích nè, điều 134 nè, tôi biết được cái tội vô ý làm chết người, điều 128. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái video của tôi từ đầu cho đến thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn.